Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với chuỗi video chia sẻ và trải nghiệm cùng Sơn Samurai. Thì ở trong chuỗi video này, anh em bên công ty, anh em kỹ thuật sẽ cố gắng chia sẻ những điều mà mọi người có thể chưa biết, những kinh nghiệm mà anh em cô đọng được trong quá trình làm việc đấy, rút ra. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người cái cách mà xả nhám làm sao cho nó chuẩn nhất đấy, làm sao để nhận biết cái bề mặt là sau khi xả nhám đã ok rồi. Thì anh em nào chưa coi có thể coi lại video trước đấy, để nắm được cái bước xả nhám này. Hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cái cách full lot samurai là cái bước tiếp theo. Sau khi xả nhám là mình sẽ tiến hành full lot đấy. Thì đối với Sơn Samurai mình sẽ có ở đây là 3 loại lot. Đầu tiên là lót 2K04. Đấy. Tiếp theo là lót UCH210. Đấy. Và sau cùng là lót KBB. Đấy. Thì ba loại lót này dùng như thế nào? Đấy. Dùng cho loại nhựa nào? Thì mình sẽ làm từng video hướng dẫn mọi người. Đấy. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn là cái sơn lót UCH210. Thì trên xe máy của mình ấy, thì mọi người lưu ý là nó có hai loại nhựa nhé. Hai loại nhựa. Đầu tiên là cái nhựa BB. Đấy, hay còn gọi là nhựa sần. Đấy, đây là nhựa BB. Cái cách nhận biết nhựa BB này là mọi người lật cái mặt đằng sau ra. Đấy, là nó có ghi chữ BB đây. Đây mọi người thấy không? BB hoặc là BA. Đấy. Không phải ghi ABS, có nghĩa là nó là nhựa sần, nhựa BB. Rồi. Đối với cái nhựa BB này thì mình sẽ có cái lót KBB nha. Tiếp theo là cái nhựa ABS. Đây, mọi người có thể thấy đây. Đấy, phía đằng sau là ghi rõ là nhựa ABS. Đây ạ. Thì đối với cái nhựa ABS này thì mọi người dùng lót 2K hoặc là lót UCH210. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về cái lót UCH210. Thì đối với lót UCH210 thì còn hay gọi là lót một thành phần. Đối với lót này thì mọi người lưu ý này, thứ nhất là nó nhanh khô. Đấy, mọi người phun có thể là tầm 15-20 phút là nó khô bề mặt. Thứ hai là khi mà mọi người dùng không hết, phun không hết đúng không ạ, còn ít này cắt đi đấy, phù hợp cho những anh em mà sơn những ít chi tiết hoặc là những chi tiết nhỏ đấy, để không lo về vấn đề mà bị đông sơn đông đấy. Thì tiếp theo nữa là trên cái đầu vòi phun này thì mọi người có thể thay thế cho nhau được đấy nhá. Đây là cái đầu vòi mà hình quạt thì mình sẽ phun cho bề mặt nhựa. Rồi bây giờ mình tiến hành phun đấy. UCH210 này thì mình sẽ dùng cho cái bề mặt nhựa ABS. Lúc đầu là mọi người phun lớp mỏng thôi nha, phủ đều hết bề mặt nhựa. Rồi mình kết thúc lớp đầu tiên, mình đợi cho nó khô rồi bắt đầu mình phun thêm lớp thứ hai. Rồi lớp thứ nhất của mình đã khô rồi mọi người ơi. Nào mọi người kiểm tra nha, nó đã khô rồi thì bắt đầu mình tiến hành mình phun lớp lót thứ hai. Trước khi dùng mọi người lưu ý nha, luôn luôn phải lắc cái chai sơn lên. Mình lắc nhẹ nhàng thôi. Khi mà phun sơn samurai này ấy, thì mọi người phun góc nào ấy, thì mình phun cho nó đạt luôn. Rồi mình đi từ các cái đường sơn ấy, mà là mình luôn luôn mình phun song song với nhau. Thì cái bề mặt sơn nó sẽ đẹp nhất. Chứ nhiều anh em không biết thì cứ lúc phun ngang, lúc phun dọc thì các cái đường sơn nó bị cắt. Đấy, nó chồng chéo lên nhau thì làm cho cái bề mặt sơn mình nó bị nhăn. Đấy, đây là một cái mẹo khi sơn lót nha mọi người. Làm sao cho cái lớp lót của mình nó màu nó không bị cam, đấy, nó không bị nhăn cái lớp lót. Rồi, lớp thứ hai của mình đã hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, cái lớp thứ hai, lớp lót thứ hai của mình nó đã khô rồi. À, mình kiểm tra này. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình phun thêm một lớp nữa. Đấy, làm 3 lớp lót thì cái bề mặt của mình nó sẽ được phủ kín hết luôn. Lớp lót thứ 3 nha. Lắc trước khi phun nha mọi người. Rồi, mình phun 3 lớp rồi, mình để khô. Đấy. Rồi tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái thành quả của mình sau khi mình phun lót.
Rồi, mọi người ơi, mình vừa mới sơn hoàn thành cái lớp lót. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây là cái bề mặt lót sau khi phun. Đấy, cái cách kiểm tra lót làm sao cho nó đạt. Đấy, làm sao để đạt, mình nhìn xung quanh này. Tất cả các góc cạnh thì nó không còn sót nữa. Đấy, thứ hai là cái lớp lót nó vừa đủ căng. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó căng cái mặt chứ nó không có nhám quá nha. Đấy, thì như vậy là cái lớp lót của mình đã đạt rồi. Rồi, sau khi mà phun lót và mình kiểm tra cái lớp lót của mình đã ok rồi, không còn chỗ nào mà bị sót nữa, thì mình bắt đầu mình tiến hành mình phun màu nền. Đấy, thì mời mọi người coi cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cái cách phun màu nền và các cái lưu ý khi mà dùng màu nền.